Bếp từ Kitin, an toàn, tiết kiệm. Được sản xuất trên dây chuyền và công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, bếp từ Kitin là giải pháp tiết kiệm tuyệt vời. Chỉ với 1.500 đồng có thể nấu ăn một bữa cho gia đình 4 người. Sản phẩm được bảo hành đổi mới lên tới 2 năm, kho vật tư thay thế lên tới 10 năm. Kitin tự hào là nhà tài trợ chính cho công tác xúc tiến xuất khẩu và hội nhập Việt Nam châu Âu cùng Tổng cục Hải quan EVFTA. Bếp từ Kitin, người Nhật tin dùng. Truy cập ngay website kitin.vn hoặc liên hệ hotline 1900 633 550 để đặt mua hoặc tư vấn chi tiết về sản phẩm. Chiếc di động đắt gấp đôi iPhone 12 là câu trả lời của Huawei. Bất chấp lệnh cấm, Huawei vẫn ra mắt dòng di động Mate 40 cùng các ứng dụng của mình để tiếp tục phát triển ở Trung Quốc và nuôi tham vọng trở lại châu Âu. Tương tự các sản phẩm trước, Mate 40 series không được cài bộ ứng dụng và dịch vụ của Google. Thay vào đó, Huawei mang đến 3 ứng dụng gồm Pentashot, Pentel Maps và Huawei Docs với hy vọng thay thế các sản phẩm tương ứng từ Google và Microsoft. Phiên bản Mate 40 Pro Plus có giá tương đương 1.655 đô la Mỹ. Còn phiên bản rẻ nhất Mate 40 cũng có giá khoảng 1.063 đô la Mỹ. Mức này gấp đôi iPhone 12 với giá khởi điểm khoảng 829 đô la Mỹ. Theo Forbes, Pentel Search được xem là cú đáp trả mạnh mẽ cho việc thiếu vắng Google Search trên thiết bị của Huawei. Mặt khác, việc Google dính vào cuộc điều tra chống độc quyền cũng là động lực để Huawei ra mắt dịch vụ tìm kiếm riêng. Ban đầu, Pentel Search được làm ra để Huawei qua mặt Mỹ và cài đặt các ứng dụng riêng, cửa hàng Google Play về smartphone của mình. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi giờ đây, Pentel Search đã trở thành công cụ tìm kiếm đúng nghĩa. Vào tháng 3, Huawei ra mắt công cụ tìm kiếm nội bộ và chỉ xem đây là một phần của giải pháp thay thế hệ sinh thái Google. Nhưng trước sự dồn ép quyết liệt của Mỹ, Huawei đã chuyển mình từ một nhà sản xuất điện thoại sang nhà cung cấp phần mềm. Điều này có thể giúp các đối tác sản xuất sử dụng công cụ tìm kiếm và các ứng dụng của Huawei. Một nhân viên làm việc tại Huawei cho biết, công cụ Pentel Search đã không thể kiểm duyệt các kết quả tìm kiếm ngoài Trung Quốc và TikTok cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi về việc nền tảng video thao túng các nội dung hiển thị ở một số quốc gia. GSM Mariana cho biết, ứng dụng Pentel Search đang hoạt động như một công cụ cung cấp thông tin, hình ảnh và video. Người dùng có thể mua sắm và đặt vé máy bay tương tự như trên Google hay Microsoft Bing. Thậm chí so với kết quả của Bing, Pentel Search còn cho ra kết quả do Huawei cung cấp tại một số nước như Tây Ban Nha hay Thổ Nhĩ Kỳ. Ở thời điểm cuối năm 2020, việc tung ra một chiếc điện thoại được cài sẵn nhiều phần mềm thuộc hệ sinh thái riêng được xem là tín hiệu tốt với Huawei. Tuy nhiên, điều này có thể khiến kho dự trữ chipset cạn kiệt và hãng rơi vào bế tắc trong năm 2021 nếu không kịp thời tìm ra hướng xử lý. Huawei cho biết, nếu muốn tồn tại, công ty sẽ phải thay thế được hệ điều hành Android. Trên thực tế, doanh số bán hàng của Huawei ngoài Trung Quốc vẫn bị hạn chế do không có Google trên điện thoại thông minh. Với hệ sinh thái đang ngày một mở rộng, Huawei có tham vọng thu hút khách hàng châu Âu và tách họ ra khỏi Google cùng hệ điều hành Android. Tại sự kiện ra mắt dòng Mate 40, Huawei cho biết doanh thu trong 3 quý đầu năm 2020 tăng 9,9%, thấp hơn so với mức tăng 24% cùng kỳ năm trước. Công ty cho rằng, về cơ bản, điều này đáp ứng được kỳ vọng. Trước những thách thức từ danh sách đen và dịch bệnh, Huawei sẽ cố gắng hết sức để tìm ra giải pháp tồn tại và phát triển, cũng như thực hiện những nghĩa vụ của mình đối với người dùng và nhà cung cấp. Huawei đang có ý định thoái vốn thương hiệu điện thoại con Honor, cho thấy quyết tâm thoát khỏi vòng vây danh sách đen của Mỹ. Hiện gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc có hai lựa chọn. Một là chia nhỏ các bộ phận để hoạt động, giảm bớt mức độ nguy hiểm và xây dựng niềm tin trở lại trong mắt giới chức Mỹ. Hai là thoái vốn khỏi mạng điện thoại thông minh, phát triển và đưa hệ điều hành mã nguồn mở Harmony OS và các thiết bị smartphone thay cho Android. Trước mắt, chúng ta không thể dự đoán được trước tình hình vài tháng tới của Huawei. Kho dự trữ chip của công ty đang ngày càng cạn kiệt và sẽ chỉ phục hồi khi các nhà cung cấp xin được giấy phép sử dụng công nghệ của Mỹ. Hệ điều hành mã nguồn mở Harmony OS thì đang hướng tới việc ra mắt trên điện thoại thông minh, nhưng không biết liệu có thể thu hút được người mua hay không. Theo Zingnews.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.